Hello tất cả mọi người, hôm nay là ngày 3 tháng 10 thứ hai đầu tuần. Kính chúc tất cả mọi người một cái ngày mới thật là nhiều bình an cũng như là nhiều sức khỏe trong cái ngày mới. Thì bên tay phải của em có hai cái thùng bia Larue. Trong hai thùng này thì có một thùng là có ba chòe lửa thuộc, hai chòe lửa đuôi 19 và một chòe lửa mép, đó là ba chim thuộc ha. Còn phía dưới là sẽ có ba chuyện lựa bổi nữa hay sao á, bổi hay là mép gì đó. Thì bây giờ em sẽ bắt đầu em ra chim ha. Thì anh em nào ở tỉnh vui lòng chuyển khoản trước giúp em mới gửi chim đi được nha mọi người nha. Rồi giữ máy để em ra chim nha mọi người. Rồi em tách hai cái thùng này ra và tách những cái thùng này ra rồi ha. Thì bây giờ em sẽ ra coi như là cái thùng này, là ở trong cái thùng này có ba chuyện lửa thuần anh cám, hai chuyện lửa ở trong này nè, em đang nói cái thùng này nha, có ba bé. Thì có hai bé là đuôi 19 và 19 hơn đang ăn cám, và một bé chòe lửa mép đã ăn cám luôn. Đó, coi như là cái thùng này hình như là bé em nó có báo là ba bé đã ăn cám rồi ha. Thì bây giờ em sẽ ra cái thùng này trước cho nó dễ ha. Rồi những cái dòng kia thì chút xíu em sẽ ra từng ô theo cái thứ tự. Rồi các anh đợi em chút xíu. Đây là lửa mép ha. Lửa mép này là chân hồng móng ngà, chim này thì đã ăn cám rồi ha. Đây là lửa mép giá 500k, tại vì bình thường lửa mép em bán cũng 200k rồi, nhưng mà chim này thì người ta nuôi nói chung là không có tạch lỗi gì hết, ngon lành cành đào ăn cám luôn rồi đó, cho nên là cái giá của nó là thu hồi tiền cám, tiền sâu dế cào cào lại cho bé em thôi ha. Đây là số 1 ha, lửa số 1, lửa mép số 1 ăn cám cứng nha. Rồi cái lửa mép mà ăn cám cứng đó thì em thả nó vô trong nhà, có nghĩa là em để trong chuồng ở phía trong nhà ha. Đó, những cái dòng nào mà có giá trị chút xíu thì em sẽ để ở bên trong nhà. Đây là lửa này á, là lửa này là gốc đuôi á, là gốc đuôi 19 đang có lửa hót nhiều ha, nhưng mà lông nó cũ. Đây là gốc đuôi 19 nha, đây đang ra lông đuôi. Chim này thì đã ăn cám ngon lành rồi ha, giá là 600k, do là lông nó cũ nha mọi người nha. Đó thì thằng em trai nó nói là anh đây bán giúp em mấy bé này, do là nó lười thay lông đó, cho nên là nó nhờ em bán. Và cái thứ hai nữa, để bữa nay nó đi bẫy chim thì nó bị cái sự cố nho nhỏ xe hư hết đó, cho nên là nó nhờ em bán lại những cái dòng này cho các anh ha. Đây là lửa này là lửa đuôi 19, lửa thuần số 2 nha, lửa thuần số 2 giá là 600k ha, gốc đuôi 19. Rồi đây là bé chim thuần thứ ba ha. Nè, các anh có thấy nè, ở đây nó có ghi nè. Để em zoom lớn lên cho các anh xem ha. Đây, nó ghi cái chữ là chim thuần đây nè. Rồi phía dưới này nè, nó sợ em không thấy đường, nó ghi ba bốn chỗ luôn. Đó, chim thuần. Rồi, đây bé chòe lửa này cũng là một mùa ha. Bé chòe lửa này cũng một mùa, bé này thứ ba ha, chim thuộc thứ ba. Đó, chân cẳng móng coi như là không có lỗi lầm gì hết, ăn cám rồi, hót nhiều rồi ha. Đó, đây là bé thứ ba nha, giá cũng là 600k luôn nha mọi người nha, do là lông nó cũ ha, lông cũ thôi đó. Nhưng mà chim này thì các anh em thợ bẫy người ta nuôi cũng lâu, nuôi một mùa rồi, ăn cám rồi ha, ngon lành rồi ha đó, cho nên là cái giá của nó, và cái giá của nó rẻ hơn chim mới nữa. Nếu mà chim mới mà đo đủ đuôi 19 á thì nó từ 700, 750, 800 gì đó tùy theo ha. Còn những cái dòng này á, là đa số là chim này á, đa số là người ta đã nuôi rồi và ăn cám đó, cho nên là canh về nuôi rất là khỏe.
Đây là bé thứ ba ha, bé thứ ba này có lông trắng ở đây nữa nè, thì anh em về nuôi xổ số nha. Đó, giá chỉ có 600k thôi, bé thứ ba ha. Đây nè, có cái lông trắng ở đây nè. Này cái lông trắng nha cho mọi người nha. Đây là bé thứ ba nha, giá là 600k. Rồi sau khi mà ra ba cái lửa thuộc, lửa thuần. Bây giờ tới chè lửa coi như là giá rẻ cho anh em nè. Rồi, để em để cái điện thoại nó xích ra tí xíu nè. Em quay cho nó dễ ha. Đó. Chút xíu nữa là em sẽ về chè than nhiều lắm. Đó, anh em nào mà có nhu cầu ha, em sẽ lựa cho các anh ha. Hay là anh em nào mà có muốn lấy sỉ, lấy sỉ là lấy từ 5 bé trở lên nha, đó mới gọi là lấy sỉ, sẽ có giá tốt ha, mà chim phải nói là bao đẹp luôn. Rồi lửa mép nha mọi người nha, lửa mép vàng đây, lửa mép vàng đầu tiên ha, số 1 giá là 300k lửa mép nha mọi người nha. Đó. Móng là coi như là đầy đủ hết. Để em bỏ cái thùng lên đây. Đó, em quay ở đây. Đó, cho nó, mình tém tém đây cho nó sạch sạch nè. Đó, quay đây nè, cho nó cái anh nhìn nó rõ nè, em zoom nó lên nữa nè. Móng đầy đủ hết nha mọi người. Đó, giá là 300k, bé này thì chưa có thay lông nha. Lửa mép vàng. Đó, giá chỉ có 300k thôi. Đây thì nó là mép trong rồi, lửa mép trong ha, đuôi cũng đẹp, giá là 240k nha. Rồi móng là coi như là đầy đủ hết nha, giá 240k ha. Bé này em thả vô ô số 2 nha. Bữa nay nhiều chim lắm cho nên là tranh thủ ra nhanh nhanh. Đây, lửa bổi ha, lửa này bán giá cho anh em 180k ha, do là nó rớt hết lông đuôi rồi, đang chuẩn bị nó ra lông ha. Giá 180k, lửa này số 3 nha. Hôm nay có lửa mái nữa nè. Đây, thùng này lửa mép rồi ha. Mép này số 4 nha. Đẹp lắm. Chân trắng móng trắng luôn nè. Sao em nhìn phía ngoài thì em thấy nó móng trắng mà sao quay lên cái điện thoại cái móng nó ngà ngà, hay là nó không có lấy nét được à? Kê tay vô đó các anh thấy ha, lửa này thứ tư nha, giá là 300k luôn, lửa mép vàng ha. Đó, đã chưa, bản đuôi cũng phải nói là tương đối lớn ha. Con lửa đó là thứ tư nha mọi người nha. Rồi lửa này thứ năm ha, mép vàng nè, móng nè, đuôi thì đang ra, anh em về nuôi xổ số nha. Lửa này thứ năm nha. Đó, giá chỉ có 300k thôi nha. Ồ, không có cái gì che cái này lại, chết rồi. Che lại đi để nó tọt ra.
Rồi, đây là lửa mép này thứ 6 nha. Đuôi xòe. Trời. Bắt ra lòi nguyên cục bông gòn, em tưởng đâu là lửa bông. Đây là thứ 7 ha, thứ 7 mép trong giá là 240k nha mọi người nha. Chắc em lấy cây viết em ghi lại quá. Đây mép trong nha mọi người nha. Đó là thứ 7 rồi. Rồi, thứ 8 là mép vàng ha. Mép vàng đuôi bản lớn à. Anh em nào ở tỉnh nhớ mua giúp em nha, hai bé nha, em mới gửi ra nhà xe được. Đó, chứ có một bé mua gửi ra nhà xe em cũng nói chung cũng tội em, do là tiền xe ôm mà ra nhà xe là em không có tính. Đó cho nên là anh em chịu khó mua giúp em hai bé nha. Nói chung là hai bé trở lên càng tốt. Cái bé này mỏ lột lột. Bé này ô số 8 nha. Giá là 300k. Đó, chim cò em ra là em đã báo giá trực tiếp ở trên cái clip này rồi. Anh em nào mà xem thì chọn bé nào bao nhiêu tiền thì nhớ nhắc giúp em nha. Chứ nhiều khi nhiều chim quá em cũng không có nhớ nổi đâu. À, vẫn còn, vẫn còn. Mép trong ha, giá là 300k, bé này rất đẹp luôn. Đây là ô thứ 9 nha mọi người nha. Đó. Ô thứ 9 nha. Mắt nè. Hình như là còn một bé ở trong này, để em xem. Rồi hết rồi. Đây, lửa mép nè. Mép vàng. Đây là ô số 10. Đó, anh em về nuôi sổ số. Lông đuôi đang ra. Về nuôi sổ số nha mọi người. Giá chỉ có 300k thôi nha. Này mới chỗ được cái lông lưng nè. Lông cánh chưa thay nè. Lông đuôi chưa ra nè. Đó, những cái dòng chim mép như thế này các anh về nuôi nó sẽ. Cái thứ nhất là sổ số. Cái thứ hai nữa là nó dễ nuôi. Hôm nay em về chắc cũng chầm hơn 100 con chim á. Anh em là ở tiệm muốn lấy sỉ báo với em ha, sẽ có giá tốt. Nhắc lại nha, lấy sỉ là giá từ 5 bé ha. Đừng có lấy sỉ, anh ơi em lấy sỉ, anh tính giá sỉ cho em mà em bắt có hai bé khổ em lắm. Gì đây? Đây lửa bổi rồi. Mép trong chứ không phải bổi nè. Đây mép trong. Rồi bên này ô số 11 nha. Ô số 11 ha. Mắt. Mắt này bố nháo. Đây là ô số 11 ha. À, chim cò em ra là em luôn luôn coi như là em review mắt, móng, mỏ cho mấy anh đầy đủ hết. À, chim nào mà móng mà bị lỗi hay là mắt bị lỗi gì á là em bán nửa giá. Wow, bé này phải nói nuôi rất là nhanh chơi nè, nhìn cái đầu thôi là hiểu rồi. Rồi móng ok hết nha bà con, đuôi dài em để em đo thử coi. Thước à. Tưởng đâu lửa 19 mà nó còn đuôi. Wow, bé này lông ống không à. Thôi. Chim này khỏi đo đuôi nha mọi người nha. Lông ống nó đang ra. Đó, mà đuôi bọ nó dài lắm. Đây là để em đo thử cái đuôi bọ nó coi.
đuôi bọ nó 13 mấy luôn. Cái này là cái đuôi bọ thôi đã 13 mấy rồi, còn cái đuôi chính của nó nè. Đuôi chính của nó còn ống à, mà bản lớn ha. Rồi, giá là 300k, vé này ô số 12 nha. Còn hai thùng kia chắc lửa mái quá, lửa mái chút xíu em thả nó ra khỏi phải review cho các anh. Đỡ mất thời gian. Mép nè, đó, mũi rất là thông nè. Mắt đỏ lòm ha. Mũi rất là thông. Móng. Móng đầy đủ hết nha. Đây là ô số 13 nha. À, cứ lửa nào mà mép là 300. Anh em chọn cái số ô giúp em ha. Còn mà lửa mà dạng như mép trong á, là 240 ha. Rồi, đuôi cũng khá dài nè. Đó, giá là 300k nha. Đó, bé này, đuôi đẹp, đều, to, lớn. Rồi, đây là ô số 14 nha. Chim mép nữa nè. Bữa nay về toàn chim mép không à. Đây ô số 15 nha. Đó. Mép vàng nè. Em ra hết cái thùng này rồi, chút xíu nữa lửa mái thì em review sau nha. Em thả vô. Chứ bữa nay là nó nhiều quá. Vẫn còn trong này. Rồi đây là lửa mép thứ 16 nha. Móng ok hết nha. Chân trắng móng trắng luôn nè. Kê tay vô mới thấy trắng. Còn để ở ngoài cái thùng nhìn nó cứ ngà ngà kiểu gì á. Đây nè. Đây là thứ 16 nha. Bé ở trong này đúng không mọi người, nó cứ nằm ở trong cái góc này em khó bắt quá. Wow, đây là thứ 17 ha. Mép vàng, đuôi dài. Đó, đồng giá 300k em không đo đuôi ha. Đây là thứ 17 đó. Đây là thứ 18 ha. Mép vàng nhưng mà thằng em nó giọng lại ở trong cái chuồng sắt. Đó, nó hơi bị chạy chạy phía trên này nè. Bán nhanh gọn lẹ cho anh em giá 240 thôi nha. Đây là thứ 18. Rồi, xong rồi mọi người. Bây giờ các anh đừng có tắt máy nha. Em sẽ ra thêm hai cái thùng này nữa. Nhưng mà nó là lửa mái cho nên là em sẽ thả ra chuồng rồi em sẽ quay cho mấy anh ha. Đừng có vội tắt máy. Bữa nay em về coi như là được 4 bé chè lửa mái ha. Đây nè. Đó, lửa mái thì em thả vô cái chuồng lửa mép ô thứ 16 nha. Đây là lửa mái nè. Đó, giá chỉ có 150k thôi nha. Đây, lửa mái này, lửa mái chuyền nè. Bán giá cho anh em 150k luôn ha. Nó đang rớt lông và nó đang chuẩn bị thay lông nè. Đó, lửa mái. Lửa mái này ô thứ 16 nè. Ê, xin lỗi, đây là thứ 17 ha. Hồi nãy là 16 rồi, đây là thứ 17 nè. Bên này là lửa mép vàng nè. Thứ 18. Đó, nó đang đứng với lại chung với lại cái bé chơi lửa chống mép kia ha. Đó, ba bé 16, 17, 18. Đó, giá là 150k ha. Còn bây giờ sẽ review cho các anh xem lửa mái đuôi dài nè. Nói chung là không có dài lắm. Cỡ 13 hay gì đó thôi. Chứ không có dài lắm. Ủa đâu rồi? À đây đây đây. Hết hồn. Đây. Mắt nè. Mép nè.
mép Phan Khe luôn ha. Mà đuôi lại dài, anh em về nuôi mùa sau phải nói là rất là tuyệt vời ông mặt trời luôn. Tại vì bây giờ nè, bây giờ các anh thấy nè. Đó, mép á, thì vàng ha. Đuôi á, thì phải nói là khá dài. Đó, mùa sau nó sẽ dài ra thêm nữa. Lông này là lông cũ chưa thay nè. ~12.9 nha mọi người nha. Rồi, lửa mái này giá phải nói là rất là yêu thương luôn, giá chỉ có 700k. Rồi đó, bữa nay coi như là em về toàn bộ chè lửa không à. Anh em nào mà có nhu cầu vui lòng liên hệ lại với em cái thứ ngày tháng em để bên góc tay trái màn hình ha. Còn cái địa chỉ cũng như là cái số điện thoại em để bên cái góc dưới màn hình. Rồi bây giờ em sẽ chụp hình cái bé lửa mái này. Đó, rồi bye bye và xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở trong cái video tiếp theo.